I am not a liar. I have killed thousands. I have fed more drug fiends than the top three pharmaceutical companies combined. I have stolen children from parents, wives from husbands, wiped out entire generations. But lying, that I have never done. The rest are offenses against humanity. Lying is an offense against yourself. I am the head of the Santa Blanca organization, which you call a cartel. I had a dream. I dreamed of a land where we could grow our own coca, produce our own cocaine, where we could run our business free from interference from the police, the government, the army, the Yankees. In my dream, a woman's voice asked me, "Sueño, mijo, what if you had your own country?" Like Moses, I led my people to the promised land, Bolivia. We came here. We bought the coca fields. What we couldn't buy, we took. We bought the police, the military, the judges, the politicians. We were on the verge of becoming the government itself. On the razor's edge from fulfilling my dream. Of creating a narco-state. The nation of Santa Blanca. Last week, a crude explosive detonated outside the U.S. Embassy in La Paz, Bolivia. Two Marine Embassy guards were injured in the blast. 2 days later, a CIA asset in central Bolivia provided us with these images. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval, my friend. Sandoval had spent the last 6 years investigating the local cocaine industry. Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Then his body was dumped. We have yet to recover it. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco-terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. They formed UNIDAD, a Bolivian special forces unit. It didn't go as planned. Thousands of bodies later, politicians, police officers, and journalists have become an endangered species. The Bolivian government has imploded on itself. With no other options, the new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of the South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the U.S. and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. The cartel is organized into four operations: production, smuggling, security, and influence. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, boss of bosses, El Sueño. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một tựa game mới có tên là Ghost Recon Wildlands. Thì cái tựa game này mình cũng đã quay qua các lần Open Beta và Closed Beta. Thì lần này game đã ra mắt chính thức rồi. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua thì mình có một số trục trặc về cái tựa game này, về Optimize, nhất là Optimize về tựa game này cũng khá là dở, nên mình phải đợi tới cái patch update của nó và driver mới của Nvidia thì chúng ta mới có thể quay một cách ổn định hơn được. Hiện tại là mình vẫn đang chơi trên chạy 1060 và hiện tại là cũng có kết quả tốt hơn là bình thường rồi. Trong đó chúng ta rất là sẽ thoải mái hơn khi chúng ta chơi được game này. Và nếu bạn nào đang nghĩ về mua tựa game này thì mình nghĩ là các bạn sẽ cần một con kẹt khá là mạnh để chơi được game này. Nếu muốn ổn định thì game này Optimize vẫn còn khá là dở, cho nên
chứ hết là các bạn cần phải đến có con kẹt chứ mới ra. Ý là tốt tốt tí. Thì nói chung thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mình sẽ bắt đầu walkthrough từ game này. Những cái nhiệm vụ này có thể các bạn sẽ thấy theo quen quen một tí. Tại vì mình đã làm mấy cái nhiệm vụ này trước đó rồi. Tại vì trong phần open beta mình đã làm cái này khá là nhiều lần. Và lần này mình chỉ khác là mình đã chơi qua trước khá là nhiều và mình unlock xuống một đống luôn. Đủ để đánh mấy con này dư sức. Và unlock phụ kiện khá là nhiều để sử dụng, nhìn cho mấy cái súng ngắm mà mình đang sử dụng đây. Chúng ta cầm hai cái súng ngắm luôn. Nhưng mà cái cây chính thì bắn khá là ổn với việc là bắn nhanh cho nên mình dùng nó là cái súng chính luôn. Don't want to spook the target. Switch to suppressors. Tango's got eyes on the target. Okay, đây bắn khá là chuẩn và đam khá là cao. Và đạn rất là nhiều, tụi mình upgrade thêm bắn đạn nữa. Hai chục viên một băng mà bắn liên tục. Cây đạn bắn liên tục. Kiểu DMR bắn bắt phiêu 4. I got a target carrying submachine guns. Just spotting another tango. Cái này cũng khá là dễ. Roger that. Target marked. Tango down. We got hostiles in the area. Nhiều này chúng ta đã làm đi làm lại cũng khá là nhiều lần rồi cho nên chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ được. We got a Sicario. Chứ là mình thích ngắm mà không cần bật ngắm lên nó sẽ tiện hơn cho mình bắn. Chúng ta chỉ cần tra thảo cái ông này ra. Chỉ cần đảm bảo ông chứ, ông nó không thấy chúng ta thì chúng ta phải ở dưới. Giờ lại tra thảo thôi, không cần phải ăn kia lắm. Add another tango. Target acquired. That's one less bad guy. Easy, come on. What if? Here's the deal, asshole. You answer my questions or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. Lo entiendes? Chill the fuck out, cabrón. What do you want? Amaru, where can I find him? You serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. Mình cũng thấy lạ là mấy ông này vừa hỏi cái là khai ra liền luôn. Kêu vào ông này đã đưa cái vị trí cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ cần lại chỗ đó thôi. Nhưng coi đám dưới này có lẽ mình nếu được hình xử luôn cũng được. Và chúng ta phải bỏ qua. Chúng ta còn một thằng nữa, ok đẹp. Chúng ta có cái sing shot cũng khá là tiêu hiệu quả. Roger, let me get in position. Moving to a good sight line. Moving to a better position. Đưa mình lấy cái súng nhắm này, cái súng nhắm này mình có cái nòng ngắm tốt hơn nhiều. Roger, target acquired. Got the target. Good to go. Fire, fire, fire. Let's get moving. The cartel ain't gonna wait around for us to track down and rescue. Tức là chúng ta sẽ cần một chiếc xe để tới cái hoặc là một chiếc trực thăng để chúng ta có thể tới được cái chỗ kia. Với cái game này thì mình đang để một mức setting medium 2 thì mình có được khoảng 50 đến 70 FPS trung bình. Thì cũng không khá là cao nhưng mà đủ mức chơi được và quay được tốt. Cho mình coi vị trí mình sẽ cần phải đến đây. Ở chỗ này mission replay, tại vì mình đã làm một cái nhiệm vụ này hết rồi nhưng mà hiện tại mình cũng chỉ mới làm nhiệm vụ này mà thôi. Chưa hoàn thành những nhiệm vụ khác. Là mình chỉ đi tìm súng để đánh thôi chứ chưa lại đi làm nhiệm vụ chính. Nên vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Có lẽ chúng ta sẽ cầm một cái xe đi. Đây một cái xe cái này. Sorry about this brother, but I gotta have the car. Out. Let's go. Sumizu. Tên xe cũng khá là ngộ. Mấy cái này ăn cắp cướp xe người ta mà nói chuyện cũng dễ thương nghe. Sorry brother. Tên là new this car. Tưởng tượng mà đứa nào nói chuyện với bạn thì không biết sao nữa. Nó cứu nguyên một chiếc xe. Rồi có lẽ trong những ngày tiếp theo với những cái walkthrough tiếp theo thì sẽ có một người bạn của mình tham gia nữa, chứ là Hiếu thì các bạn cũng đã biết Hiếu qua cái series của mình như là Rainbow Six khá là nhiều. The Division thì các bạn đã coi qua trước mấy cái walkthrough thì bạn thấy mình có chơi chung với Hiếu. Nói chung là cái walkthrough này Hiếu cũng đã mua rồi, game này Hiếu cũng đã mua rồi và có lẽ trong những ngày tới, những lúc mà Hiếu rảnh hơn thì có lẽ mình sẽ mời Hiếu làm chung.
Còn với nếu mà chúng ta hãy quay offline á, quay những cái câu chuyện thì quay offline thì nó lại hiệu quả hơn một chút. Rồi vậy thì chúng ta có cái screenshot đó, các bạn coi bên open beta các bạn đã hiểu cái screenshot nó như thế nào, thì các bạn hãy bắn mà kiểu ra lệnh cho đồng đội bắn những cái hàng mà bạn muốn cần bắn, và bạn các bạn chỉ cần ra lệnh cho nó bắn, hoặc là các bạn bắn một hàng nào đó thì tự động những hàng còn lại sẽ theo những cái mà bạn đã ra lệnh sẵn thì nó sẽ bắn theo ngay lúc đó luôn. Screenshot nó khá là hiệu quả và nó khá là tiện một số chỗ. Cái game này mình vẫn còn bị drop một số chỗ khá là nặng, nhưng mà cũng không quá là dễ phát hiện, kiểu như là không đáng, không cần quá chú ý này nọ kiểu. Nhưng mà tính ra nếu mà nào đang tính chơi thì game này thì người ta bên console vẫn là đang là chỗ optimize ngon nhất. Còn bên PC thì cũng hơi khoai nhưng mà cũng không đến nữa nào. Nhưng mà trong những ngày tiếp theo thì mình vẫn sẽ work through bên PC thôi. Đây là bản mình mua. Mình không mua bản trên console. Còn một số game thì mình vẫn tiếp tục với bên console thôi. Nhưng mà cái đó thì có lẽ mình sẽ thông báo các bạn sau về cái lịch game của mình sắp tới sẽ quay. Có lẽ như Mass Effect Andromeda sắp ra chẳng hạn. Farmer who gets killed by a stray round, Operation Kingslayer will be dead in the water before it even starts. Let's go. I got another. That's 5. Target marked. Keep an eye on the background. Còn một đứa nữa. Theo mình nhớ là vậy. He's a little close to civilians. Tangles are marked. Standing by. Target acquired. Target marked. Có lẽ mình sẽ ra lệnh cho nó bắn. Down. Eyes on the target. Okay, we're still good. What if? Còn một món bên này thôi. Còn một hàng bên đây nữa, nãy mình bỏ sót ra. Cái G28 này được cái đầu đam rất là cao và bắn nhanh cũng khá là ổn. Bắn nhanh liên tục, bạn tắt ngắm đi nó bắn rất là ảo. Có điều mình không thích cái tựa game này chỗ là nếu các bạn gắn spread liên tục thì nó tốt cho các bạn hay đi stealth được, nhưng mà bắn nó lại không đã khi mà các bạn tháo cái spread ra. Bắn nó sẽ thoải mái hơn mà bắn nó đam cao hơn nhiều. Are you Amaru? What's left of him anyway? Come on, we're getting you out of here. Chúng ta sẽ dắt ông này về nhà cái đã. Ok, như thôi là giống như chỗ này chúng ta có nguyên một chiếc phi thăng luôn. Các bạn nào coi beta thì các bạn thấy nhiều rồi. Một điều thú vị của tựa game này là khi mà bạn chơi chung với mấy thằng ghost này thì các bạn thấy là nếu bạn mặc dù nếu bạn bỏ chạy hoặc là lên trực thăng hay gì, cái tự động nó chưa lên kịp nó sẽ tự động teleport thẳng lên cái trực thăng luôn. Mình thấy cũng khá là lạ. Với lại cái game này cũng khá là đặt nặng về nhiều cái như là phần ổ cứng. Nếu các bạn nào ổ cứng càng nhanh thì các bạn sẽ load càng nhanh hơn, thoải mái hơn khi chơi game, với các bạn hỏi bị tụt FPS một số chỗ khi mà nó load map cái kiểu. Và nếu các bạn nào có SSD thì sẽ càng tốt thôi. Với lại nếu các bạn nào hỏi mình về cái vấn đề mà lái xe mà lái máy bay hay mà từ cái hồi open beta với closed beta để khác gì chưa thì rõ ràng nếu bạn nào chơi bản chính các bạn sẽ thấy nó khác rất là nhiều và nó thay đổi, và thật sự nó thay đổi theo lời dùng lời ý kiến của người chơi. Lái máy bay giờ dễ hơn rất nhiều, các bạn đè cần là nó bay hẳn luôn, còn chứ không như bởi beta nó chỉ bay thẳng, nó chỉ bay lên trời thì nó rất là phiền. Bây giờ cũng khá là giống GTA 5 rồi, nhưng mà còn một số cái như lái xe nó còn phải tùy chỉnh thêm nhiều cái nữa sẽ hợp lý hơn, hay hơn nhiều. Karma sure can be a bitch sometimes. This is it. Hư bại cánh quạt luôn.
hurt? Santa Blanca is not the most gracious of hosts. These Aucas, these demons, they had questioning me. Let us say, their talk of love was enough to make me vomit. But their methods were not... Were their names Yuri and Polito? Si. Yuri Polito. These are the fucks that tortured Ricky Sandoval while Sueño questioned him. I want them bad. We only saw run-of-the-mill Sicarios when we freed Amaru. But I haven't seen Yuri and Polito in at least 3 days. Maybe 4. I don't know where they are now. We need more intel. We'll search every village and camp until we find something. Somebody's gotta know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civvies, whatever it takes. We'll turn over every rock. There were 4 people in the room the night DEA agent Ricky Sandoval was murdered. El Sueño, the head of the Santa Blanca cartel, Ricky, and the last 2 were La Yuri and El Polito. Yuri and Polito met at a poor state-run hospital in Chiapas, where El Polito was doing his residency and La Yuri worked as a nurse. It was love at first sight. From the first moment their eyes met, they were inseparable. A love like no other. One day, a buchón named La Plaga walked into the ER, all shot up. It was touch and go for a while, but Yuri and Polito were able to save his life. La Plaga was grateful. He showered them with gifts, invitations to the most exclusive parties, even a new car. And after a while, La Plaga made Yuri and Polito the personal medical staff of the Santa Blanca cartel. But that wasn't their main job. See, Yuri and Polito know about the human body. They know how much pain a person can endure before he'll die. They know how to keep a person alive and awake so they can feel the pain. And most of all, they know how to inflict that pain. That's what they do in Itaqua province. When Santa Blanca captures someone that refuses to talk, La Yuri and El Polito make them talk. They break people. Like I said, there were 4 people in the room the night Ricky Sandoval was murdered. Sueño, Ricky, Yuri, and Polito. They kept Ricky alive while Sueño tortured him. Nonstop for 47 hours straight. They broke Ricky Sandoval. Then Sueño executed him. Mình đã tới cái vị trí tiếp theo của nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Giờ này mình sẽ cố gắng, tại vì mình làm một mình cho nên mình sẽ cố gắng làm stealth hết nhất có thể, chứ khác với hồi mà mình chơi beta. Beta mình cũng nhất là team mình cũng khá là ẩu, với lại chơi cũng khá là kiểu như chơi mà muốn cái kiểu như là cho thú vị, cho vui, cho nên còn hơi lắp tắp lọc sông vào cái kiểu. Còn bây giờ mình chơi để mình quay game cho nên mình sẽ tập trung chú ý hơn vào những cái vấn đề như thế này, stealth cái kiểu. Và mình sẽ cố gắng stealth hết mức có thể để xem là mình chơi được bao nhiêu. Nếu các bạn nào thấy mà cái miếng nó còn mờ màu tím màu mờ, tức là cái vị trí đó các bạn vẫn chưa spot được. Còn nếu bạn đã spot được thì nếu các bạn để cái map nó sẽ hiện thẳng cái cục đó luôn. Chúng ta gần hết pin rồi, chúng ta spot Hiếu, một thanh niên. Target set, ready to assault. Roger, target acquired. Copy, target marked. Có lẽ mình sẽ để cho đồng đội quất cái thằng. Thôi để mình quất thằng này luôn đi. Got him, he's down. Nice, quá đẹp. Chúng ta đi trà khảo thằng kia, thằng ngay 90m. Để xem mình có làm stealth hết mới có thể được không. Mình đang bất luận vẫn là cố gắng trong cái series này. Haha.
mà tùy là nó cũng khá là khó. Thế mình nhớ là trước mình vô cái hướng này vậy. Chứ cái ổ điện kia nếu các bạn thả drone vô thì là nhiều lúc sẽ bị jam hay sao, mới theo mình nhớ là vậy. Chúng sẽ đi cho mày vô trong đây rồi chúng ta sẽ chạy khảo. Quá đẹp, chúng ta vẫn chưa bị phát hiện. Và đi vào đi ra mà không bị phát hiện sẽ là hợp lý hơn và tốt hơn. Tại vì nếu mà các bạn đi ra và để phát hiện thì nó sẽ kéo nguyên một băng tới và chúng ta phải buộc phải chạy thấy là khỏi chỗ này bằng chữ thăng. Nó sẽ khó hơn nhiều. Thì, nhưng mà mình cũng không phải đúng là có thể đảm bảo là mình sẽ stay hết toàn bộ được. Nhưng mà chúng ta stay được phần nào hay phần nấy. Oye, Olito. Hay que hablar ready for delivery. Un borrego. Vale. Công nhận cái game này nó tra khảo lâu phết đấy. Rồi, chúng ta cũng đã full đạn rồi, mình nghĩ là chắc cũng không cần phải giết hết đâu. Cho nên chúng ta chỉ cần lẹn ra khỏi chỗ này là được rồi. Chúng ta đi vô bằng hướng này. Nhưng mà rõ ràng cái chỗ này mình không biết phải đi ra bằng hướng nào. Mình nhớ là cái khúc này thì vậy. Miếng này có ai không đâu, mấy thằng Slurper mình sợ hết trơn rồi. Ok, mình nhớ chắc qua chỗ này được, đúng rồi. Quá là đẹp. Không bị phát hiện. Với lại, có nhiều lúc là sẽ khá là khó chịu nếu bạn để cái đồng ngắm nhìn đêm như thế này liên tục. Nhưng mà đó là cách duy nhất thôi, tại vì ngoài cái nhìn nhiệt thì nó sẽ nhìn như thế này. Nhưng mà nó khó phát hiện hơn và khó định vị cái đường đi bạn hơn. Tại hầu như bạn không thấy cái đường bạn đi, bạn chỉ thấy sức nóng này nào bạn sẽ thấy được thôi. Còn chứ bình thường khó đường khó thấy. Cái chỗ nhiệm vụ tiếp theo đây, để xem cái khu này có gì không. Chúng ta, cái nhiệm vụ này các bạn cũng thấy mình đã quay cái tập đầu tiên của Ghost Recon Wildlands Beta. Thì cái chỗ này chúng ta phải cứu một cái xe chiếc Lamborghini của hai vợ chồng đó. Cũng thấy ngộ khi mà hai người này có thể yêu nhau được. Bà nó đúng xấu luôn. Heo kiên không có nhanh nhân của mình là vậy. Đúng xấu luôn. Và thằng kia nó vẫn yêu và cuối cùng nó làm việc cho băng Santa Blanca. Không biết mình có thiếu ai không. Đây một thằng. Tụi này đông cũng đông phết đấy. Với lại mình có upgrade cái control của mình thêm cái stealth cho nên khi mà chúng ta lướt qua mặt nó cũng khó bị phát hiện không. Đứng ở đây cũng phải coi thẳng. Với lại mình cũng đã up pin cũng khá là nhiều đủ để chúng ta có thể sử dụng lâu một tí. Nhưng mà vì cái độ xa mình vẫn chưa upgrade được tại mình còn phải tìm một số thứ nữa, tìm resort thì chúng ta mới thể upgrade độ xa này nó kiểu. Heads up, we got a turret. He said this is the garage. Sound off if you spot Polito's car. Roger that. Cái chỗ này có lẽ ai cũng biết cái chỗ vị trí của cái chiếc xe của hai ông bà này rồi. Mày muốn, nếu mà chúng ta muốn chạy ra khỏi chỗ đó an toàn mà không bị hư xe thì chúng ta buộc phải giết hết. Có là mình nên đổi cái súng này để mình bắn. Target down. Tại mình vẫn không muốn bị phát hiện cái kiểu cho nên
Chúng ta sẽ cẩn thận ngay khung này. Cái tầm nhìn của thằng này mình khá là khó bắn cho nên... Wow 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 wow. Déjenos en paz, carajo. Ahora. Got eyes on a tango. He's got a lot of background. I got a narco over here. Target set, ready to assault. Got the target. Target marked. I don't have a shot. Eyes on the target. Hostile down. Hold on, they're gonna see you. Oh, chúng ta quên thằng này ta. Đáng lẽ chúng ta phải để ý cái thằng này đã. Mình có một thằng ở trên mà nãy mình không thấy. Và nếu tại chúng ta còn dư một cái spot, cho nên nếu mà nãy chúng ta spot nó luôn thì chúng ta tiện hơn, tại mấy thằng Ghost sẽ xử lý thằng này nhanh lắm. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã lỡ cái thằng này. Để mình kiếm cái góc nhìn là mình nhắm nó lên được thì mình sẽ bắn nó luôn. Thằng nó đang đi xuống nè. Với lại cái này nào xài spread cho mấy cây như thế này á thì nó sẽ làm giảm tốc độ đạn bay, tức là nó sẽ bay chậm hơn bình thường. Nhưng nếu mà nếu bạn gỡ spread ra và bạn cắn mấy cây như là muzzle break hay gì đó, nó sẽ làm tăng cái tốc độ đạn rơi của tăng cái tốc độ viên đạn bay. Thì cái ví dụ như bạn bắn mấy chỗ cực xa hay gì đó thì chừng có một giây là nó cũng phải tới rồi. Thì ui sao mày lại biểu hiện. Open fire luôn đi. Roger. Chúng ta làm nhanh luôn. Đằng nào chúng ta cũng đã bị phát hiện rồi. Opening fire on the fuckers. Oh. Cover, get to cover. Mình cũng tránh để khỏi bị bắn thẳng trúng vào cái xe cho nên. Nice, thank you. Mấy này nấp kỹ quá. Wow, 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 wow. Lộ cái đầu. Thanh niên. Đây mình lên lấy cái bonus star cái đã. Thì mình nhớ là đâu đây có cái bonus star nằm tuốt trên đây nè. Rồi chúng ta sẽ đi lấy cái xe sau. Thì mình lấy cái bonus star cái đã. Vì có nhiều bạn sẽ hỏi là nếu bonus star mình lấy làm cái gì, thì cái này nó có giúp bạn upskill, là nó sẽ thêm một số thứ nữa, bổ sung thêm một số thứ nữa. Còn cái này là để mình coi nó có cái gì ta. Mình cũng không nhớ nữa. Born Leader. Cái này cái skill của level 16 lần. Cái này là tăng khả năng đánh của tụi AI, nó sẽ đánh ảo hơn nhiều. Hù ngon chứ. Born Leader, nhưng mà level 16 có mình mới level 12 này. Mình cũng chưa làm gì cho nên mình. Nhưng mà nếu mà nó đánh hay hơn nhiều thì sẽ càng tốt chứ sao. Đánh như thế là mình sẽ có cơ hội mình xử lý mấy thằng này nhanh hơn, ví dụ vậy. AI thông minh hơn. Rồi để chúng ta lấy cái xe nè. Chúng ta chỉ cần đi giao cái xe nữa là xong. Trước khi mà tụi kia nó gọi quân tiếp viện tới. Trong xe có sẵn hai cái condom. Chứ ngoài đời mà lấy ăn cắp được mà giữ luôn thì mình sẽ ăn cắp luôn bà cái xe này rồi đúng không? Nếu mà mấy chuyện mấy anh này nó đang nói ví dụ. Fancy car, fancy suit, still the same street, so what's the point? Air conditioning. It is around to tell you.
Giờ thì phải đi vào xe nữa. Xe này chạy nhanh được nhưng mấy cái đường như thế này mình cũng thấy là lạ, tại sao mà nó lại mua nguyên một chiếc Lamborghini mà đi rừng như thế này. Cái khu này cũng là toàn là rừng không, chứ một cái đất nước vậy như thế này nó cũng mua Lamborghini, mình thấy nó chạy hoài luôn, mà trong khi nó vừa chạy vừa cầm súng bắn, không sợ hư xe hay sao á. Mấy này giàu phết ra luôn á. Tại vì nếu mà mình mua một chiếc máy xe như thế này, mình cũng phải xem xét lại cái chỗ mà mình sẽ sử dụng nó, hoặc ít chí ít là chúng ta sẽ dùng nó vào cái những nơi nào nó phù hợp hơn. Ví dụ vậy, bạn có muốn đi mua cái chiếc như thế này mà bạn đi một cái đường nó xấu, nó tồi tệ đúng không? Cho nên dù sao mình cũng đã giao được cái xe rồi. Ok, đấy. Chúng ta sẽ đi giải cứu tù nhân, và có lẽ chúng ta sẽ kiếm được thêm một số thông tin từ cái anh chàng này, tại vì nhưng mà đa phần thì các bạn cũng đã biết cái nhiệm vụ này rồi, và nhất là những bạn nào đã chơi qua cái open beta các bạn cũng đã biết sơ qua nhiệm vụ này. Vì vậy chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ này nhanh, và chúng ta để cái nhiệm vụ này chúng ta chưa có quay trước đó. Nhưng mà để xem, mình sẽ cố gắng mình sell thôi. Nếu mà các bạn spot mà bạn để cái nồng thermal nó sẽ dễ phát hiện hơn. Nhưng tuy nhiên là các bạn phải upgrade con drone của bạn thì bạn mới có được. Hiện tại mình cũng chỉ mới có tầm nhìn ban đêm thôi, chứ không có cái nồng nhìn nhiệt cho cái con drone của mình. Đây còn thứ hai spot ở đây, đúng rồi. Còn spot như thế này nữa, hắn chưa thấy ai hết. Chúng ta gần hết pin rồi. Không, quá xa chứ, tại không phải gần hết pin. Ok, có lẽ mình spot được cái khu này cũng khá là khá khá rồi đó. Đủ lại cho mình đi vô trước đã. Rồi chúng ta sẽ xử sau. Sao mình spot không được ta? Roger that, target marked, I've got the target. Ready, call the shot. Tức là mình xử mình thằng bên này chứ đi đó. Ồ, mấy nó bị phát hiện. Mấy này nó cũng khá là lạ như cái game như thế này. Nhất là mình không thích ở chỗ là kiểu như một thằng nó phát hiện là nguyên đám biết hết. Cái đó cũng khá là phi lý ở nhiều chỗ. Mình chia tới hai cái súng để dành hai việc khác nhau. Một cây bắn gần, một cây bắn xa. Với hai cái nòng ngắm khác nhau. Cây này khá là thú vị khi mà nó có cả cái một cái nòng ngắm khác nữa. Nòng ngắm trên dưới. Tuy nhiên thì mình lại thích kiểu bắn hip fire hơn, nó sẽ tiện hơn ở nhiều chỗ. Tangos are marked. What's the word? Roger. Target acquired. Target acquired. Có lẽ mình sẽ bỏ hàng này ra. Copy. Target marked. Down. Whoa. Giving yourself away. Won't be firing these shitheads. Thôi, quá chúng ta cũng chưa bị phát hiện. We cool. Mỗi lần mình thông báo cho bạn we cool là tức là bạn vẫn chưa bị phát hiện đâu. Nên cứ bình tĩnh. Còn chừng nào nên cái we may gì đó chúng ta mới phát hiện. Tango down. I got one narco by the church. Mình nghĩ chắc cũng spot gần hết rồi. Mình sẽ đẩy team cho nó lên đây được không ta? In position, target's marked. Target, say the word. Eyes on the target. Ready to engage. Open fire. Tango's fucking down. Yo, cartel. Tango fucking down. Mấy này cũng khá là thú vị, chứ rồi. Nếu các bạn nào có để ý, các bạn sẽ thấy những thằng này lúc mà bạn đang chơi nó sẽ kể mấy chuyện cười nữa. Bạn nào mà hiểu nó nói thì có nhiều cái nó kể cũng buồn cười lắm. Có lần mấy thanh niên này còn chỉ với mình
Kể chuyện cười về một thanh niên đang có 5 phút của một quả bom hay gì đó. That's a kill. Back it up, they're gonna see you. Target's marked, just say the word. Rồi. Chúng ta có 4 hàng cuối cùng thôi. I've got the target. Copy, target marked. Say the word, boss. Say the word. That's one down. Xong, quá đẹp, chúng ta vẫn không bị phát hiện. Say the word. Okay, we're cool. Nếu mà nó sing, nếu mà nó mark xong hết á, và bạn kích hoạt bằng cách là bạn có thể bắn vào hàng nào, bất kỳ hàng nào thì nó đồng đội sẽ bắn chung với bạn luôn. Chỉ đơn thuần là các bạn gọi nắm tay lên gọi ra lệnh cho nó bắn vậy thôi, khá là dễ và khá là tiện. Nhưng mà nào muốn đi stealth thì you okay, hermano? What do you want from me? Yuri and Polito, the fuckers who tortured you. We're here to make them pay for what they did, but we need to know where they took you. We didn't travel far. I remembered that much, and it was quiet, out in the country somewhere. There was a smell, like old animal skins. That's all I know. I'm sorry. It's all right. At least we know they're close by. Gracias. Gracias. Gracias, như là cảm ơn trong tiếng Tây Ban Nha. Cái này mình không biết rõ nhưng mà chúng ta thành xong nhiệm vụ rồi. Một điều thú vị á, nếu mà bạn nào đi chiếm convoy thì mình nghĩ là mình nên đi xe hơi sẽ nó sẽ hay hơn nhiều. Tại vì nếu bạn nào đi xe hơi để đánh mấy nhiệm vụ như thế này á thì để mình đổi cho vị trí ra. Nên chạy sao á? Thì Ghost nó sẽ hiện, nó đi chung với bạn được. Và cái hay của nó là Ghost, khi mà bạn ra lệnh cho Ghost nó đánh á, thì Ghost nó đánh hay hơn là so với bạn bắn nhiều. Và đang sẽ xử lý mấy cái thằng này tiện hơn nhiều. Là nếu bạn đi xe thì nếu mà bạn đi xe máy một mình, bạn không sẽ không chở nó đi chung được. Và nó chỉ teleport lại khi nào mà xe nó vừa đủ, hoặc là ít nhất cũng phải một cái chỗ nào đó, ví dụ bạn đi trên đất thì nó sẽ teleport lại, còn không là bạn đi xe máy nó sẽ không teleport lại cho đến khi nào mà bạn bước xuống hay đó, chúng ta sẽ ra lệnh cho nó bắn luôn. Ready? Open fire. Opening fire. Và mấy thanh niên này bắn rất là là ngầu, bắn rất là khỏe luôn là đằng khác. Báo hồi cái nó yếu máu là sẽ dừng lại ngay thôi. Dừng lại đi con, đúng rồi, phải vậy chứ. Bắn kia luôn, bắn này luôn. Cái đầu có điều á là nếu mà các bạn nào bắn mà ngồi trên xe á, mày chắc knock out thôi được rồi. Đạt chưa phải? Heads up. We got new dead convoy on the move. Tag the convoy. Nhiệm vụ khá là dễ. Mà đồng thời chúng ta cũng vừa cộng tới 2.500 luôn. Mình check side. Cái này mình lặp lại mà nó vẫn còn được cộng điểm sao ta? Cộng tới 2.500 luôn. Căng vậy? Đã vậy? Ok. Và khá là tiện, chúng ta sẽ đi làm tới nhiệm vụ cuối cùng luôn của nhiệm vụ kỳ này, đó chính là La Yuri and Bel Bolito. Và nó sẽ tập trung vào những cái chỗ bên trong, cho nên mình sẽ đẩy thẳng vào bên trong luôn, với lại là mình sẽ đẩy nhanh cái nhiệm vụ này tại nó rất là dễ. Các bạn chỉ cần bắn và xử mấy hàng trong đó thôi, không cần phải làm gì nhiều hết, cho nên vô cứ xả đạn thôi, xả càng nhanh càng tốt, tại vì cũng có mấy đứa trong đó à. Mấy cỏ gì não vậy? Gì đó cũng không biết là do render chậm hay gì. Big lock. Mình cứ tưởng là sao chúng ta không thể nào là... Watch those doorways and corners. Này chúng ta có một cái đường hầm đi xuống. Và chúng ta sẽ gặp La Yuri với Ebolito dưới này. Đang làm những chuyện mà rất là bất nhân ở đây. Nó thấy mình luôn mới ghê chứ.
Ready? Fire, fire, fire. Roger. Rattle the cage. Ồ, 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 ồ. Cái này khá là khó. Cái này mình cũng quên cái vụ là bẻ cầm cái súng máy nữa. Nhưng mà hôm sau chúng ta có Ghost, Ghost đi chung chúng ta đây. Nhưng mà chúng ta mình đã xử được mấy thằng kia rồi. Ghost thì có thể xử hai người là lẻ thôi. Rồi giết hết luôn rồi. Team mình vô xử lẻ vậy. Xong. Satisfying, like it doesn't make them feel any better. Sure. Well, I feel fucking great. Taking out that lovey-dovey horror show also earned us some points with the locals. Make contact when you find something new. Bowman out. Chúng ta còn có xác người ở đây nữa nè. Quá trời luôn. Nhìn rất là kinh dị. Chặt từng khúc, thậm chí là họ làm như thế này để kiểu như tra khảo kiểu, và hai người đó là phụ trách vấn đề này. Chúng ta sẽ giết dần dần, hạ cái băng đảng này từ dưới gốc lên, kiểu như là bên cái game Mafia vậy á. Cái mô típ của nó cũng khá là giống với Mafia, nhưng mà mình thấy nó hay hơn nhiều. Mỗi lần như vậy nó sẽ một cái cốt truyện khác nhau, một cái cách tiếp cận khác nhau sẽ hay hơn.